Theo ngôn ngữ của Đức Phật lúc ấy bằng tiếng Pali, tiếng Ấn Độ thời ấy, Ngài đã giải thích. Tumme hikki changve atapang akkataru tathagata akkataru tathagata tumme hikki changatapang. Quý vị phải làm việc cần mẫn và nhiệt tâm để tự giải thoát. Tathagata nghĩa là người đã được giải thoát. Nghĩa đen của chữ Tathagata là người đã đạt đến đích cuối cùng của chân lý tối hậu, chân lý bất diệt. Có người đã trở thành Tathagata, người đã đạt đến đích cuối cùng ấy sẽ động lòng từ chỉ cho quý vị con đường giải thoát. Đây là con đường Akkataru, người ấy sẽ chỉ cho ta thấy con đường mà thôi. Đây là con đường giải thoát. Akkataru Tathagata. Ai đã đạt đến đích cuối cùng đó cũng sẽ chỉ cho ta thấy con đường mà thôi. Mỗi người phải tự mình bước trên con đường giải thoát. Mỗi người phải tu tập để tự cứu mình. Nếu chấp nhận điều này và chấp nhận càng sớm càng tốt, rằng tôi phải bước đi trên con đường giải thoát, tôi phải bước từng bước để đến đích cuối cùng, thì câu hỏi kế đến sẽ là: con đường giải thoát ấy là gì? Làm thế nào để bước đi trên con đường ấy? Đức Phật đã giải thích nhiều lần. Giải thích là điều mà Ngài đã làm suốt đời mình. Tiếp tục giải thích con đường giải thoát, giải thích Dhamma. Dhamma có nghĩa là quy luật. Dhamma có nghĩa là sự thật. Dhamma có nghĩa là tự nhiên. Đó là luật tự nhiên, luật chung của thiên nhiên, vốn cai quản toàn thể vũ trụ, cả loài có tri giác lẫn vô tri vô giác. Nó không bao giờ có tính cách giáo phái, nó là chung cho tất cả. Người ta phải hiểu luật này là gì, tự nhiên này là gì. Người ta phải hiểu rằng nếu tôi vi phạm luật này, tôi bị trừng phạt ngay tại đây và ngay bây giờ. Nếu tôi sống tương thuận với luật này, phù hợp với luật này, tôi bắt đầu được tưởng thưởng. Tôi bắt đầu tiến dần đến mục tiêu cuối cùng. Đây là con đường giải thoát. Có người đến gặp Ngài và hỏi: Bạch Thế Tôn, vắn tắt trong vài chữ đơn giản, xin nói cho con biết thế nào là con đường giải thoát. Con không thể hiểu được triết lý cao siêu hay tất cả những thứ tương tự như thế. Và Đức Phật mỉm cười: Dhamma không phải để cho triết lý cao siêu, Dhamma là để cho mọi người thực hành, nên họ phải hiểu Dhamma là gì. Nếu họ không hiểu và chỉ chơi trò chơi trí thức, điều đó không giúp ích được gì cả. Dhamma luôn luôn được giải thích bằng ngôn ngữ giản dị. Được, ta sẽ giải thích cho các người hiểu.